một người cúng dường 1.000 đồng và một người cúng dường 100.000 đồng, thì người nào có phước đức hơn? Đáp: trong giới luật Phật cấm các tu sĩ không được cất giữ tiền bạc, người cất giữ tiền bạc thì bị tội xả đọa. Ni Tát Kỳ Ba Vật Đề. Phật tử vào chùa lạy Phật cúng tiền bạc dù một đồng cho đến hàng tỷ đồng đã không có phước báo mà còn phi công đức, như một, khiến cho chư tăng ham mê tiền bạc mà quên giữ gìn thánh hạnh của mình, đó là phi công đức thứ nhất. 2. Có tiền khiến cho chư tăng sa ngã, chạy theo dục lạc thế gian, sống hưởng thụ, không giữ gìn giới luật, khiến cho người đời khinh chê Phật Pháp, và cũng vì vậy khiến cho Phật Pháp suy đồi, đó là phi công đức thứ hai. 3. Có tiền khiến chư tăng chạy theo danh lợi, quên hạnh thiểu dục tri túc, phòng hộ sáu căn, đó là phi công đức thứ ba. 4. Có tiền khiến cho chư tăng xây dựng chùa to Phật lớn, làm cho dính mắc vật chất, tâm không xả ly dục và ác pháp, đó là điều phi công đức thứ tư. 5. Có tiền cúng dường của đàn na thí chủ đem về nuôi dòng họ anh em con cháu và xây mồ mả tổ tiên, các nhà cao cửa rộng cho cha mẹ ở, đó là điều phi công đức thứ năm. 6. Cúng dường tiền bạc cho bọn đầu trộm đuôi cướp gian xảo lợi dụng chiếc áo cà sa đi xin khất thực tiền bạc bất chánh, đó là điều phi công đức thứ sáu. Do sáu điều phi công đức trên đây, người Phật tử cúng dường tiền bạc đã không được phước báo mà lại còn thêm sáu tội rất nặng, đó là tội diệt Phật Pháp. Sư Đức Phật và chư thánh tăng đi khất thực tứ sự vừa đủ cho cuộc sống tu hành và thực phẩm, ngày ăn một bữa không để dành và cũng không có xin tiền bạc. Ngày nay gặp tu sĩ đi xin tiền bạc thì đó là những tu sĩ giả mạo chứ không phải là người tu chân chánh. Người Phật tử nào cúng dường tiền bạc là người Phật tử đã bị kinh sách phát triển và thiền tông lừa đảo lường gạt phước báo để lấy tiền làm giàu riêng cho cá nhân, ngồi mát hưởng bát vàng. Do sự cúng dường tiền bạc của Phật tử thiếu trách nhiệm và bổn phận đối với Phật giáo, nên có một số người lợi dụng kẻ hở đó chui vào Phật giáo, kinh doanh buôn Phật bán Pháp, lẫn trong chiếc áo cà sa, làm việc tồi tệ, khiến cho người đời không kính trọng Phật giáo. Tóm lại, cúng dường chư Phật và chư Thánh Tăng, dù một đồng hay một tỷ đồng thì cũng không được phước báo một chút nào cả, mà lại còn thêm tội. Phải nói người cúng một đồng ít tội hơn người cúng một tỷ đồng, vì cúng dường nhiều khiến cho chư Tăng dễ sa ngã, chạy theo vật chất, quên đường tu hành nên phải tội nhiều hơn. Khi cúng dường tiền bạc thì nên giao cho một người cư sĩ nguyện trọn đời mình lo cho đời sống chư tăng thì được phước, vì đó là cúng dường đúng chánh pháp.